Vâng, xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thắng Hoàng Audio nha. Với cái thềm Tết đến xuân về gần cận kề rồi, thì cái nhu cầu giải trí nói chung và những cái nhu cầu sử dụng thiết bị âm thanh để giải trí nói riêng thì rất là lớn, rất là tấp nập. Thì Thắng Hoàng sẽ giới thiệu với mọi người những dòng sản phẩm của DL Acoustic, một thương hiệu đến từ Đức, rất là đẳng cấp và những mặt hàng rất là uy tín, chất lượng. Đã bao lâu nay anh em bán trên thị trường, rất nhiều các bác đã sử dụng và cũng đã biết nó chất lượng đến mức độ như thế nào, rất là nhiều phản hồi rất là tốt về sản phẩm. Thắng Hoàng hôm nay sẽ giới thiệu với mọi người những dòng sản phẩm của DE Acoustic. Vâng, những chiếc đẩy công suất lớn, mạch class TD DE Acoustic PX2008. Dòng sản phẩm này là công suất rất là lớn nha mọi người, đánh đôi full đôi 40 khá là ok, khá là bền bỉ. Với cái mức độ bảo hành cho mọi người là lên đến những 2 năm trên một chiếc đẩy, và với giá là 6.300.000 đồng. Vừa rồi thì DE Acoustic có chương trình khuyến mãi là bán với giá là 6.200.000 đồng, nhưng mà hiện tại là bên DE Acoustic họ đã nâng giá, nhưng mà bên các đại lý họ cũng xin qua Tết, cho nên là cái mức giá họ cũng chỉ điều chỉnh có một tí thôi, đây là 6.300.000 đồng. Và phía trên đây là một dòng sản phẩm mới của DE Acoustic với cái model là MX500, công suất 500W một kênh, khá là đẹp, khá là khỏe. Mọi người có thể đánh một đôi 30, một đôi 40 hoặc là hai đôi 25. Và sản phẩm này cũng được công ty DE Acoustic bảo hành lên tới 1 năm, và trong 1 tháng nếu như có lỗi thì mọi người có thể đổi miễn phí. Vâng, và hết 1 tháng thì trong vòng 1 năm thì mọi người sẽ được bảo hành miễn phí. Ở đây là những chiếc vang, chiếc mic của DE Acoustic, còn rất là nhiều sản phẩm nữa mình sẽ giới thiệu vào video sau cho mọi người. Ở đây mọi người có thể ngắm sơ qua những dòng sản phẩm của DE Acoustic. Và đây là những chiếc vang đẩy liền vang nha mọi người. Đẩy liền vang PX350, mọi người có thể dùng một đôi 30 hoặc một đôi 40 karaoke gia đình. Với thiết kế vang liền tích hợp rất là hay, echo reverb rất là mượt mà. Mọi người chỉ cần dùng một chiếc vang này thôi và một chiếc mic, mọi người có thể sở hữu được một bộ karaoke rất là đẳng cấp trong gia đình của mình rồi. Và với cái giá chỉ có 7 triệu đồng thôi nha mọi người. 7 triệu đồng là mọi người có cả 1 trong 2, 2 trong 1 rồi. Đấy là đẩy và vang. Sản phẩm cũng đều được bảo hành 1 năm nha mọi người. Các dòng loa full, súp đơn, loa cây liền công suất. Mọi người có thể tham quan sơ qua về một chút những dòng sản phẩm. Vâng, và đây là dòng loa nằm này mọi người. Loa karaoke, loa nằm, bass 25, 2 tép. Rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Đôi loa này là với giá 7 triệu đồng nha mọi người, 7 triệu đồng. Cực kỳ hay, cực kỳ chất lượng. Nếu như mọi người muốn nghe về cái chất âm của chiếc loa này và những thiết bị ở bên công ty DE Acoustic thì mọi người hãy kết bạn Zalo với mình qua số điện thoại 0969800985. Mình sẽ gửi những video đấy để cho mọi người thẩm âm. Còn trên YouTube thì đánh bản quyền thì mình không tiện để đăng những cái video clip nhạc lên để cho mọi người nghe được. Rất mong mọi người thông cảm. Đây là những dòng loa của DE. Khá là nhiều sản phẩm. Khá là nhiều màu sắc sản phẩm để cho mọi người có thể lựa chọn để cho mình chơi Tết. Có những bộ karaoke thật sự là đẹp, thật sự là đẳng cấp, thật sự là hay. Đây, vâng.
Và sau cùng nữa thì rất mong mọi người yêu mến, ủng hộ và đăng ký kênh của mình để mình phát triển. Mình sẽ giới thiệu và đưa cho mọi người, đến tay mọi người có những bộ sản phẩm, những dòng sản phẩm chất lượng và hậu mãi rất là lâu dài. Xin cảm ơn mọi người.